chào các bạn. Mình Mai Quy. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn về cây lan hồ điệp. Thì đây trước mặt Mai Quy đây là cây lan hồ điệp đang ra hoa 2 4 6 7 bông. Hoa tự nhiên, không dùng bất cứ thuốc kích thích nào. Và cây hồ điệp này ăn với chế độ ăn cả vườn. Tức là tưới sao nó ăn vậy, cũng không có chế độ riêng. Vì đây là vườn đầy đủ các loại lan nên thành ra không thể nào cho ăn riêng được. Và cây ra hoa này là hoa gọi là dùng từ là tự nhiên các bạn ha. Và hiện tại cây có bộ lá rất là sung mãn, bộ rễ rất là đẹp. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cây hồ điệp này. Có thể trong phạm vi Mai Quy biết cái gì về cây hồ điệp, Mai Quy sẽ nói tất tần tật để chúng ta hiểu được cây hồ điệp này hơn. Về cây hồ điệp thì chúng ta thấy là nó là hình thái sinh lý của cây hồ điệp đó. Nó là cây ưa mát, tức là nó chỉ chịu nắng khoảng 30%. Tức là chúng ta có thể trồng cây hồ điệp dưới bóng râm, hay là hiên cửa, hay là dưới tán cây rất là tốt. Nó có thể chịu nắng lên tới 50%. Nhưng mà khi nắng lên tới 50% thì nó sẽ sao các bạn? Nó sẽ vàng lá hơn, chứ nó không được xanh như vậy. Và chúng ta chú ý cây hồ điệp, nếu bộ lá nó càng ngửa ra nha các bạn, thì nó càng thích mát, các bạn nhớ điều đó. Còn lá mà nó dựng chữ V lên như mấy cây hồ điệp mà giống rừng á, thì nó sẽ là cây ưa nắng nhiều hơn. Tức là chúng ta biết là tất cả các cây luôn, chứ không phải cây hồ điệp, nếu mà nó bộ lá ngửa thì sẽ ưa thích bóng mát, còn bộ lá dựng đứng là ưa thích nắng. Ví dụ như những cây kiếm như dây thì chúng ta thấy rằng là tất cả là gần như là lá dựng hết, thì nó sẽ rất là chịu nắng, thậm chí nó chịu nắng được 100% luôn. Còn những cây mà lá ngửa dây, nếu chúng ta mà cho nắng 100% thì chúng ta sẽ lạnh hậu quả là cây bị cháy nắng. Tức là cây hồ điệp này rất là dễ cháy nắng nha các bạn. Nếu chúng ta để nắng nhiều là cây sẽ phóng. Bộ lá này coi vậy nó mềm lắm các bạn. Nó mềm và nó mọng, nó rất là dễ bị chấn thương. Với cây hồ điệp này thì chúng ta trồng với mát, còn mưa thì sao ạ? Rõ ràng là hồ điệp thì chúng ta hay nghe nói là nó hay bị thối nhũng đúng không các bạn? Nó hay bị thối nhũng. Thì khi mà nó hay bị thối nhũng thì nó sẽ bị tình trạng là hư bộ lá, tức là lá nó thối luôn. Vậy thì chúng ta phải xử lý như sao? Có thể nói là hồ điệp mà về vấn đề thối nhũng, nhất là thối bộ lá, có thể nói là một vấn đề nhức nhối và một vấn đề gọi là tiên quyết để trồng hồ điệp. Có nghĩa là chúng ta có thể trồng hồ điệp xong rồi chúng ta nghĩ nó thối thôi, chúng ta bỏ cho không trồng, hoặc chúng ta thấy nó thối là chúng ta nản, hoặc là tất cả lý do tụ chung là bộ lá của nó sẽ bị thối và hư. Mai Quy cũng bị tình trạng như vậy các bạn, không thể nào thoát được điều này. Vì sao ạ? Cây hồ điệp nãy Mai Quy có nói cái bộ lá nó rất là mềm mỏng nên nó rất là dễ bị chấn thương, nên khi chúng ta tưới thì chúng ta phải tưới hạt nước phải thật là mịn để nó không gây chấn thương mềm. Chấn thương mềm là chấn thương mà khi chúng ta tưới lên đây chúng ta không thấy đâu các bạn, nhưng 1-2 ngày là chúng ta sẽ thấy nó thối nhũng và nó lan ra. Đây gọi là chấn thương, mình có thể gọi là chấn thương tiềm ẩn các bạn ha, chấn thương tiềm ẩn đó. Thì cái cây lá hồ điệp nó sẽ rất là dễ bị chấn thương tiềm ẩn. Rồi giọt nước trên mưa ở trên đó nó tuôn xuống các bạn, thì nó mưa thì chúng ta biết là nó nặng hạt, mà mưa mà đối với những cái lưới mà Thái Lan như vậy thì nó sẽ rất là dễ động hạt. Nếu chúng ta che lưới này mà chúng ta che được bằng lưới dệt kim Đài Loan, hạt mưa nó sẽ phân tán đều ra thì nó sẽ rất là đỡ bị cái vụ mà mưa nặng hạt. Hạt mưa nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Vậy thì chúng ta che mưa thì sẽ rất là tốt đúng không các bạn? Rõ ràng đó là một cái điều tiên quyết để làm cho cây hồ điệp sống với tỷ lệ cao. Ví dụ như bây giờ chúng ta trồng 20 cây lan hồ điệp, sau khi Tết về chơi xong chúng ta trồng 20 cây lan hồ điệp. Thường là chúng ta hay trồng 20 cây lan hồ điệp. Thì chúng ta trồng 20 lan hồ điệp, nếu chúng ta mà che dưới mái hiên mưa như vậy, mái hiên như nè, che mặt trong như nè, thì chúng ta sẽ có tỷ lệ sống 70% rất là cao, 80% luôn. Nếu cây khỏe đẹp hoặc là chúng ta có tay nghề cao hơn. Còn nếu chúng ta để cây hồ điệp ngoài mưa như là lưới vậy nè,
khúc cuối lưới màu xanh á. Thì cây hồ điệp này lúc trước là mình để ngay khúc này nè các bạn, thì cái tỷ lệ sống là khoảng 50%. Tức là Mai Quy đang nói là những cây hồ điệp mà trưng Tết sau Tết các bạn. Đây Mai Quy để khúc này là chúng ta thấy không có che máy mưa nha. Thì Mai Quy để cái khúc này, để cái khúc này khoảng 10 chậu hồ điệp. Thì 10 chậu hồ điệp Mai Quy chỉ sống được khoảng 3 chậu thôi, 7 chậu còn lại sống được, có cái cũng chết nhưng mà nó không tốt, nó lì và sống không. Mai Quy có thể lúc đó Mai Quy có để sống được khoảng 4 chậu. Vậy chúng ta có thể sống với tỷ lệ 40% hoặc là 50% hoặc là 30%. Thì đây là một chậu cũng còn sót lại trong thời kỳ đó tới giờ. Cây này thì bộ lá không được đẹp bằng cây nãy. Cái này bông nó khác các bạn, mỗi cây nó có bộ lá khác nhau, bông khác nhau. Đây nãy Mai Quyên có nói là cây hồ điệp mà chịu nắng là cái lá nó chịu vê như vậy nè các bạn. Đây là những cây hồ điệp rừng, máu rừng. Đây, mấy cây này chịu nắng tốt hơn là cây hồ điệp nãy các bạn ha. Thì Mai Quyên chú ý là cây hồ điệp, những cây hồ điệp mà Mai Quyên để dưới mưa mà nó sống được thì có một yếu tố cực kỳ tiên quyết, đó là bộ rễ phải thật là khỏe mạnh các bạn. Bộ rễ nó phải rất là khỏe mạnh. Chúng ta thấy là bộ rễ nó rất là nhiều, giờ nó tỏa ra và nó bó chặt cái chậu này. Cái chậu này thì thực sự trong đây là, đây là cái chậu này là trồng bằng, trong đây là vỏ thông các bạn ha, vỏ thông, và nó cũng khá thoáng và rễ nó cứ quần quần vậy. Thì cây hiện tại đang lên màu lá rất là đẹp, những cái lá trên bắt đầu nó đẹp hơn, còn những lá dưới lúc đó nó chưa đủ dinh dưỡng, nó vẫn còn bị những cái đốm vàng ẩn vàng, nó chưa khỏe, nó rất là dễ bệnh. Đây là những cái đốm vàng này là bệnh đó các bạn, nhưng cái lá cuối này bây giờ hiện tại nó đang đủ độ sức khỏe nên nó không còn bệnh nữa. Còn cái cây hồ điệp nãy á, mình quay á, thì nó khỏe hơn cây này nên nó ít bệnh. Bây giờ quay lại cái cây hồ điệp này các bạn ha, chúng ta cùng quay lại cái cây hồ điệp mà Mai Quy hồi nãy giờ quay. Đây, quay về cây hồ điệp này, chúng ta thấy bộ rễ cây hồ điệp này khỏe không các bạn? Rõ ràng bộ rễ là tương xứng với cái chậu này, cái cây này. Và cây này đã từng ra hoa mấy lần rồi các bạn. Nên thành ra là cây này hồi bữa thì rồi đó, nó ra hoa hai dòi, mình ngắt đi một dòi cho nó khỏe. Chứ để nuôi hai dòi là cây dễ xuống sức lắm các bạn. Cây này lúc trước nó đã từng ra hoa một lần rồi các bạn. Và nó cũng đã tuột một hai cái lá cũ của nó rồi. Lá cũ nó đây nè. Và cây này đang trồng, lúc trước trồng bằng cái cục sơ dừa. Tới giờ Mai Quy chú ý nha, khi rễ mà nó tốt rồi á, cái cục sơ dừa bây giờ gờ vô nó vẫn cứng nha các bạn. Nó vẫn cứng chắc và nó đang một cái rêu nhung rất là tốt. Nên cây này nó có bộ rễ khỏe. Cái rêu nhung nó làm cho bộ rễ rất là khỏe, sạch. Và cái sơ dừa trong đây vẫn chắc tốt và không hề bị hư các bạn ha. Không hề bị mục nát. Nếu mà chất trồng mà nó mau một nát thì chúng ta cũng sẽ lãnh hậu quả là bộ rễ nó sẽ yếu đi các bạn. Nó sẽ yếu đi. Nếu chất trồng mà nó cứ tốt, nó sạch đẹp thì chúng ta sẽ có một chậu lan đẹp. Thì cái bộ rễ này là đang là một bộ rễ tương xứng. Cây đang ra hoa nhưng vẫn ra rễ non các bạn thấy không? Nó khỏe các bạn. Nó thẳng ra 10 cây thì nó còn lại 4 cây, 3 cây thì nó rất là khỏe. Nó là những cái thằng gọi là chịu được, châu bò chịu được cái gọi là cái khắc nghiệt của khí hậu nhiệt đới khi trồng cây hồ điệp. Và cái bộ lá cây này nó bè ra rất là đẹp. Chúng ta có cây hồ điệp như vậy thì chúng ta cố gắng chăm đúng kỹ thuật là chúng ta chỉ chơi thôi. Nhiều bạn mình biết trồng hồ điệp đẹp lắm, đẹp gấp đôi cây này luôn, gấp ba cây này luôn, nhưng mà một thời gian là bỏ bê á, một thời gian gì đó là nó xuống liền các bạn. Cây hồ điệp càng đẹp thì nó lại càng xuống sức rất là nhanh sau khi nó ra hoa hoặc là một thời gian giá thể nó mục nát. Phần 2 về cây hồ điệp, Mai Quy sẽ nói về những cái phân thuốc nấm bệnh chuyên về cây hồ điệp để chúng ta yên tâm để chúng ta sử dụng và chúng ta tưới cho cây hồ điệp được có cái chống chọi. Ví dụ như Mai Quy nói là cái lá này nó mềm đúng không, chúng ta có thể tưới những cái chất gì mà làm cho cái lá này nó cứng hơn thì nó sẽ sao ạ? Nó cứng hơn thì nó sẽ không bị chấn thương tiềm ẩn như Mai Quy nói. Có thể nói là cây lan hồ điệp, nếu xưng cây Calleja là cây hoàng hậu của loài lan, nữ hoàng của loài lan, xin lỗi, nữ hoàng của loài lan. Vanda là vua của loài lan, thì có thể nói cây hồ điệp
nó là có thể gọi là cây dùng nãy quay video dùng từ hồi nãy đó, có thể nói là nó là nó là nữ hoàng của loài lan các bạn, tức là nó toàn là gọi là chùm á, gọi là về, toàn là thứ dữ. Cây nữ hoàng này nó cũng tương tự như cây cattleya. À, tại vì bây giờ mình gọi từ hoàng hậu thì đụng cái cây lan hoàng hậu, nhưng có thể nói nó cũng là một cây nữ hoàng của loài lan. Vì sao? Vì cây hồ điệp á, về cái hoa của nó thì chúng ta thấy bây giờ là 50 năm nay là Tết là chúng ta thấy là chân hồ điệp không ạ? Vì sao? Thì quá đẹp các bạn. Cây bông hồ điệp nó rất là to, nó rất là tròn, màu sắc thì sặc sỡ, và đặc biệt của nó là rất là lâu tàn. Nếu cái cành cây mà như vậy mà Mai Quy trồng khoảng tầm 1 năm nữa thôi thì có thể có những cái dầu hồ điệp nó có thể nó ra hoa với thời gian tàn của nó khoảng tầm 2 đến 3 tháng. Tức là nó đính trên cây á. Còn 1 tháng là bình thường, cây yếu yếu cũng đã 1 tháng rồi. Về tuổi thọ của nó thì quả thật rất là tuyệt vời. Bông của nó thì rất là to, giờ dầu bông nó rất là dài. Có thể chúng ta trồng tới 12 đến 15 bông trên một dầu bông. Màu sắc của nó thì sặc sỡ và đủ màu. Có thể nói là nó có thể nói là một cattleya là nữ hoàng, nhưng nó không có trưng bày được lâu và nó rất là kén người chơi và có thể nói là cũng khá là khó bông. Nhưng cây hồ điệp thì nó dễ bông hơn một chút và đặc biệt là nó bông rất là lâu tàn. Nhưng hai cây cũng có một cái hay cái dở là ví dụ cattleya thì nó có mùi thơm rất là xuất sắc, nhưng cây hồ điệp mà kiếm được cây có mùi thơm thì khá là khó. Những một số cây hồ điệp Sumatra rừng thì nó có mùi thơm, nhưng cây hồ điệp mà bông to, những cái dạng bông như vậy thì không có mùi thơm nha các bạn ha, không mùi thơm thì nó cũng có qua có lại. Còn về đẹp dáng thì rõ ràng là cây hồ điệp có thể nói là nếu mà nó to bự rồi thì có thể nó ăn đứt cây cái là già luôn. Mai Quỳ sẽ quay chúng ta thấy một cây hồ điệp tuyệt vời đây, một cây hồ điệp khổng lồ. Đây là hồ điệp mãn thiên hồng, nó là một cây hồ điệp mà Tết chúng ta cũng hay trưng, nó bông màu đỏ, nó rất là đặc sắc. Và chúng ta thấy là cây này chịu nắng tốt hơn và đặc biệt là bộ lá dựng đứng chữ V, nhưng mà bộ lá nó to bè rất là đẹp. Và chúng ta thấy điều gì ạ? Phải nói là con cái nó mọc khổng lồ, chiều cao và số lá. Ví dụ Mai Quỳ điểm sơ cái lá bên này thôi nha. 2 4 6 8 10, 12, 14, 16 lá các bạn. Mỗi bên một cây thôi, mỗi bên 16 lá. Cây bên đây thì nhiều hơn nhiều. 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Khoảng tầm của 15, 16 lá. Nhưng mà chiều cao nó cao hơn, vì ở dưới nó đã gụm một số lá để nó mọc con ra. Tóm lại mỗi bên khoảng 15 16 lá. Tức là một cây không là 30 lá. Mà ba thân bự này thôi là được 90 lá, chưa kể những cây con. Một cây con của nó đếm trung bình của nó 2 4 5 lá. 5 lá, 10 lá. 10 lá mà nó có được một cây con, hai cây con, ba cây con, bốn cây con, năm cây con là 50 lá. Cộng với 90 lá là cây này có thể là được tới 140 lá bạn. 140 cái lá, quả thật là rất là khủng khiếp. Và cái chậu này rất là nặng, nhiều bộ rễ rất là đẹp. Thì Mai Quy quay qua đây để nói phần 2, nói tiếp cái phần cây hồ điệp hồi nãy. Là cây nãy là cây hồ điệp, rồi là có thể nó dùng từ hồ điệp gọi là mới bây giờ công nghiệp. Còn cây hồ điệp này là cây hồ điệp máu rừng. Đó là một cây hồ điệp mãn thiên hồng, bông nhỏ nhỏ, gọn gọn, xinh xinh. Và đặc biệt là nó phân chi, phân nhánh và rất là nhiều hoa. Thì cây này là chúng ta thấy là có bộ lá rất là khỏe, cứng, chịu nắng. Và bộ rễ thì rất là nhiều rễ các bạn. Và chúng ta chú ý là bộ rễ nó hiện tại giờ nó rất là khôn. Tức là nó đua theo cái hướng phát triển của rễ này, nó vào trong cục sơ dừa, nó vào chậu để nó ăn được cái dinh dưỡng của cây. Đó. Thì hôm nay mình sẽ nói về ít tần tật về cây hồ điệp, về hình thái phát triển về này kia. Một những phần sau Mai Quy sẽ hướng dẫn về cách tưới phân, nắm bệnh cho cây hồ điệp.
Còn trên kênh Mai Quy mình nó đã có nói về cái hướng dẫn trồng cây hồ điệp. Mai Quy mở cho các bạn xem để chúng ta tìm ha. Một số cái thông báo về cái cây này, video này, tức là các bạn có thể hỏi mình bất cứ cái gì liên quan tới hồ điệp. Nếu mình thấy sót về cái cây hồ điệp này thì mình sẽ trả lời. Qua video này cũng đã 15 phút rồi, nhưng mà nó cũng khá là dài và cũng còn thiếu một số cái, như là chế độ tưới nước, rồi chế độ mà chúng ta sang chậu thế nào, vân vân, thì vẫn còn thiếu. Thì bây giờ Mai Quy sẽ quay video về nói về cái hướng dẫn trồng cây hồ điệp các bạn ha. Chúng ta vô YouTube, chúng ta gõ chữ Mai Quy, rồi chúng ta thấy cái kênh Mai Quy đây đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vô cái kênh Mai Quy. Bạn nào chưa có đăng ký thì chúng ta đăng ký đây để chúng ta sẽ nhận được những cái video mới nhất của bên kênh Mai Quy mình. Thì chúng ta vô đây, chúng ta sẽ tìm được cái hướng dẫn trồng. Ví dụ chúng ta gõ Mai Quy, xong rồi chúng ta sẽ gõ cái khúc cuối này, chúng ta sẽ ví dụ chúng ta gõ là hướng dẫn trồng hồ điệp, thì mình gõ vô nha, hướng gõ một tay thì cũng khá là khó, xin lỗi các bạn, để mình đổi ha, đổi tay đây, hướng dẫn trồng hồ điệp. Vì cái kênh mình nó nhiều video quá nên chúng ta gõ cụ thể như vậy thì chúng ta sẽ dễ coi hơn. Đây, những cái hướng dẫn nha. Hồ điệp sau Tết phần 1. Hướng dẫn trồng hồ điệp chai mô. Hướng dẫn trồng hồ điệp sau Tết phần 2. Vân vân. Rất là nhiều cái video về hồ điệp thì các bạn có thể coi những cái video này. Mình hướng dẫn hai mấy cái video trồng này rất là hướng dẫn rất là cụ thể các bạn, thì chúng ta có thể xem đây và có rễ non mọc ra luôn, còn có cái dạng thứ ba nữa là đó, đó mình nói kỹ, rất là kỹ, mà các bạn xem chúng ta thấy hay thì chúng ta có thể like một cái, chúng ta thấy chưa đăng ký thì chúng ta đăng ký giùm bạn Mai Quy cái kênh để có thể là chúng ta có được cái thông báo các bạn ha. Đây đã đăng ký rồi. Thì cái phần hướng dẫn trồng hồ điệp đã nói cụ thể nên Mai Quy không nhắc lại trong video này. Cụ thể video sau Mai Quy sẽ nói. Hồi nãy mình nói thì mình mới phát hiện ra có cái vấn đề là khi nào chúng ta cần phải sang chậu đúng không ạ? Thì khi chúng ta mà trồng cái cây hồ điệp bự to như vậy thì chúng ta đã phải sang chậu rồi. Nhưng mà sang không khéo là nó sẽ yếu sức các bạn. Thì bây giờ chúng ta có thể làm một số cách, giống như là cái người chủ cái chậu hồ điệp khổng lồ này đã làm. Đó là cái chậu này, chậu đất nung nhỏ vậy thôi, trong đây thôi. Coi vậy chứ chậu này cũng đã bự rồi. Nhưng cái cây này nó quá khủng rồi. Họ không thay chậu luôn các bạn, họ vẫn giữ như vậy và họ cập những cái sư dừa mà sư dừa biến già vào chậu hồ điệp, vào chậu hồ điệp. Bây giờ chúng ta mà có cái chậu này về thì Mai Quy sẽ không làm vậy đâu, xấu. Mai Quy sẽ lấy một cái chậu khổng lồ để cho Mai Quy bỏ vô. Để Mai Quy sẽ lấy một cái chậu hồ điệp, một chậu khổng lồ bỏ vô nha. Phi ơi, Phi lấy giùm anh cái chậu gỗ 40 á, một cái nào cũng được hết. Mai Quy sẽ bỏ thử để chúng ta xem nó đẹp thế nào ha. Rồi chúng ta sẽ có được cái cách sang chậu mà trong vòng ít phút, ít thời gian rồi đã có được rồi. Rất là dễ các bạn, chỉ cần bỏ lòng vô thôi. Đây có một cái chậu, ấy da, cái chậu này nặng quá, cầm phụ anh cái coi, hai tay coi, quá nặng luôn. Đây chúng ta có cái chậu 40, bây giờ đây chậu 40 chúng ta bỏ nó vô ha. Thì cái này là bộ rễ nó gọn đó. Rồi được rồi, lấy anh cái chậu giả gỗ nào mà khoảng xây hai mấy ba chục cũng được. Đây chỉ cần bỏ vô thôi là chúng ta đã thấy ra xong rồi các bạn, rất là đẹp đó. Chúng ta bỏ vô cái chậu 40 là vừa y luôn. Chúng ta vẫn để y vậy nha các bạn, chúng ta mà làm bậy là nó sẽ tuột lá đó các bạn. Rồi
xong bỏ xong này rồi đúng không? Ở đây chúng ta bỏ mà có những cái miếng sơ dừa mà già như vậy thì chúng ta vẫn bỏ vô, nó bao nhiêu nó cũng ăn, bao nhiêu nó cũng hút các bạn. Còn bây giờ nếu chúng ta không có những cái sơ dừa già này thì chúng ta bỏ vô những cái thanh gỗ vú sữa bên công ty mình có bán, nó rất là lành, chúng ta bỏ vô rễ nó sẽ ăn. Hay chúng ta trước khi làm điều này mà chúng ta muốn bỏ những giá thể nhuyễn hơn như là vỏ thông thì ở dưới đây chúng ta nên bỏ lưới, chúng ta cắt những miếng lưới lan hay là gì đó để chắc á, ở chậu gỗ để đây luôn, hai cái luôn để luôn. Mình chút mình hướng dẫn sang chậu kia ha. Thì chúng ta sẽ bỏ cái, chúng ta lấy cái lưới lan chúng ta quấn xung quanh cái chậu để phía trong này nè, dưới đáy nè, xong chúng ta bỏ vỏ thông mà loại size to vậy nè, mà to nhất luôn, chúng ta bỏ vô trong chậu này. Cái mặt trên thì chúng ta sẽ bỏ cái vỏ thông nhỏ hơn, còn nó út là vỏ thông khoảng tầm 9-12 các bạn, mặt trên 9-12, còn cái loại vỏ thông 6-9 thì nó nhuyễn quá thì nó không thích hợp với những cây mà rễ mà bự như vậy, rễ gió mà to như vậy. Thì chúng ta sẽ dùng cây rễ cái vỏ thông to đó thì chúng ta làm. Thì Mai Vy sẵn quay video này, Mai Vy sẽ làm một cái video để vô chậu này làm cụ thể luôn. Tức là Mai Vy sẽ làm một cái video hướng dẫn vô chậu khủng vậy để làm. Nhưng hôm nay Mai Vy chỉ nói cái sườn để chúng ta có thể hiểu điều này ha. Thì như vậy là xong, cây một thời gian nó sẽ vô ăn rễ rất là đẹp. Rồi, đưa hai cái này cho. Rồi, được rồi. Đây là hai xe chậu này để chúng ta có thể sang chậu vô cái chậu hồ điệp kia. Thì cái này đã xong rồi nè các bạn. Quá to luôn các bạn. Vô là cảm thấy nó đẹp liền các bạn ha, nó như cái hồ ngân bộ vậy đó. Thì Mai Vy sẽ làm một cái video hướng dẫn để sang chậu đó cụ thể luôn. Hôm nay chỉ nói cái sườn các bạn ha. Đây, chúng ta sẽ có ví dụ như cái chậu này, ví dụ đây là một cái chậu giả gỗ màu đen, size của nó là size 30, là 30 cm. Còn chậu này là size nó khoảng size 35, mà chậu này gỗ thật, chậu vú sữa luôn. Nó có một cái hay, chúng ta trồng hồ điệp mà trong cái chậu này là nó sẽ bám rễ vô cái vú sữa này để nó làm nó sống luôn các bạn, nó ăn luôn, nó tuyệt vời hơn là cái chậu này nhiều. Tất nhiên về giá thành thì cái này nó sẽ đắt hơn cái này, đắt hơn khoảng gần gấp 3 lần á. Thì cái này chúng ta rất là đơn giản, chúng ta phải dùng cái chậu này thì chúng ta mới giữ được cái bộ rễ này các bạn, chứ không dùng chậu kính được. Bây giờ chúng ta dùng những cái chậu kính như vậy là cái bộ rễ này là tiêu, chúng ta tuyệt đối không được quấn cái bộ rễ ha. Chúng ta sẽ để cái bộ rễ nằm ở dưới cái chậu này, ở trên này, xong chúng ta sẽ cho nó thò vô trong này các bạn ha, cho nó thò xuống. Làm sao là làm phải từng tí một chúng ta thò xuống, xong rồi chúng ta sẽ nâng cái này lên và chúng ta sẽ bỏ cái chậu này vào trong đó, tức là rễ nó vẫn còn rễ gió và nằm dưới cái chậu này chứ không có quấn. Nếu mà quấn rễ nó sẽ bị thối rễ, các bạn nhớ điều đó nha. Tức là nhờ cái chậu gỗ này nó có những cái lỗ hở ở dưới như vậy thì chúng ta sẽ thò cái rễ xuống từng cái một, phải rất là cẩn thận đó. Thì chúng ta sẽ sang chậu bằng cách vậy, không có đụng chạm gì hết, tại vì cái chất trồng ở trong chậu này vẫn là rất là tốt chứ nó không phải là nó bị quỷ mục. Nếu quỷ mục chúng ta phải làm lại hết từ đầu, giống như cây mới về vậy đó. Còn cây đã đẹp như vậy, rễ đẹp như vậy thì chúng ta mới dùng cái chậu như kiểu này. Thì nếu mà Quy có thời gian kỹ thì Mai Quy sẽ làm chúng ta coi, chứ bây giờ nó phải dùng phải hai tay và không máy quay không có được phù hợp lắm. Thì Mai Quy sẽ làm sao thì chúng ta sẽ vô chậu vậy, và chung quanh chúng ta vẫn bỏ vỏ thông hay là gỗ vỏ thông bự á, to mà chúng ta bỏ sư dừa bự, sư dừa già, nhớ là lấy sư dừa già không lấy sư dừa non thôi mà ha. Hoặc là chúng ta bỏ những cái thanh gỗ vú sữa hay là những cái chất trồng, thậm chí than cũng được, chúng ta phải xử lý rất là tốt, và than nó phải bự còn con cái thôi chứ không lấy những cục bự như vậy nha các bạn ha. Thì chúng ta sẽ bỏ vào chậu này là ok. Rồi một thời gian chúng ta thấy rễ nó sẽ bám vô chất trồng mới rất là thích, vì lan nó rất thích chất trồng mới để nó ăn, nó ăn cái dinh dưỡng mà được cái chất trồng nó giữ lại, chứ trong chất trồng nó cũng chả có dinh dưỡng gì mấy đó. Chứ còn là chúng ta sẽ thay chậu vậy để cây lan nó có được cái môi trường ngôi nhà mới để nó phát triển mạnh hơn. Còn đây thì rễ nó đã phủ ra rồi thì nó sẽ bò bên ngoài thôi, chứ ở trong nó cũng không được nhiều. Thì Mai Quy sẽ làm một cái video chung với cái video hồi nãy Mai Quy hứa, thì sẽ làm hai cái chậu sang như vậy để chúng ta sẽ có được cái chậu lan rất là tuyệt vời, đẹp thẩm mỹ. Còn cái rõ ràng cây hồ điệp bây giờ nó đang đẹp nhưng mà cái chậu nó cũng không đẹp, thì nó không tương xứng.
thì chúng ta sẽ có cái chậu gỗ thẩm mỹ như vậy, thẩm mỹ như vậy để chúng ta vô được thành cái tác phẩm rất là đẹp các bạn ha. Video đến đây cũng khá dài, cảm ơn các bạn đã xem từ hồi nãy giờ đến giờ. Maybe sẽ cố gắng làm hai cái video mà nãy Maybe hứa về phân bón nấm bệnh cho cây hồ điệp và cách san chậu như Maybe nói, để chúng ta có được những cái cách trồng lan hồ điệp thực tế rất là dễ dàng và dễ làm. Tất cả những cái gì mà Maybe hướng dẫn trên video, Maybe cũng đều cố gắng cho cái tính chất cho nó dễ dàng để ai cũng có thể làm được các bạn ha. Chỉ còn nếu mà khó làm hay là nó thật là bí quyết hay là nó phức tạp thì nó cũng không được hay lắm. Các bạn có thể vào kênh Maybe để đăng ký và xem nhiều cái video về hướng dẫn trồng cây bằng cách là search tìm như nãy Maybe có nói trên ở khúc gần cuối cái video đó, để chúng ta có được cái hướng dẫn cụ thể nhất để xem được cái những cái video hướng dẫn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của Maybe. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những lò giò lan hồ điệp thật là đẹp, to khủng. Giờ giò bông nó phải tầm 20 bông để chúng ta có thể có được những tác phẩm mà ưng ý nhất, tuyệt vời nhất khi chơi lan. Một cây lan không, một cây lan có thể nói là cũng là nữ hoàng của lò lan, đó là lan hồ điệp. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn nhé. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.